Lần này em phải chia làm hai đứa, tôi đưa lấy hộp đây. Chào anh em Lạng Sơn nhá. Anh em Lạng Sơn mất thì vào đây xem lại chim. Chào 12 nhá. Tôi đã có mặt Lạng Sơn năm 94. Năm 94 cách đây đây 30 năm. Và tôi đi tất cả các nơi. Thời điểm mà tôi đi tất cả các nơi đó là Bình Gia này, Thất Khê này, Đồng Đăng này. Đấy. Tràng Định này. Đi hết. Ok anh nhớ nhá. Có mặt hết. Và cái vùng mà Lạng Sơn mà lá mắc mật ấy, hạt mắc mật ngon nhất là chỉ có Bình Gia này là ngon nhất. Thì Bình Gia thì quả nó ra nó sớm hơn. Cái còn Bắc Sơn thì quả nó ra sau các bạn nhá. Cho nên cái lá Lạng Sơn ấy mà lá ngon ấy phải lá ở Bình Gia, lá bánh tẻ. Ok chào anh em Lạng Sơn nhá. Đấy, anh em Lạng Sơn vào chấm nhiều biết. Chào các bạn, xin chào 12 nha. Chẳng có mỗi anh Hiếu này, nãy giờ lại thêm mấy anh nữa. Xin chào anh Hiếu nha, xin chào Lạng Sơn nha. Trong thời gian tới thì tôi sẽ mở Lạng Sơn sớm nhất. Thì tôi sẽ có mặt những cái món đặc biệt của mình tại thành phố Lạng Sơn thân yêu. Đi chưa? Dạ có. Rồi, chặt đôi giữa đầu nữa, nào. Bắn một phát ăn ngay, bắn. Chặt. Bắn, bắn. Rồi, ok. Đây, chặt nó mượt, nó hở đầu ra thì quay đây. Chặt theo cái đường này, cứ cái này nữa. Rồi, bắn. Bắn 200 tiếng là có khoang vào. Rồi, rồi, tôi chặt nó một lần nhá, làm biết. Nhá. Đây. Làm nó chắc tay vào. Đó. Đấy. Thì giữ khoan vào chưa? Đấy thì ta để vào cái hộp này nó mới dẹp. Đấy thì những cái phần cứng như này đầu trong này bao giờ hơi đỏ một tí này, chúng ta bỏ đi một tí cho khách này, thấy chưa? Nó nằm vào trong ốc này hơi đỏ, ta bỏ đi, thấy chưa? Thì chặt tấm đi ra và sát sát vào, đấy, im ra vào, đấy, ta đặt đây trước, chúng ta xếp hình như lửa cái đầu ra, chặt nước quát vào, đấy. Đầu lợn nên ăn má ngon nhất, thấy chưa? Má mỡ rồi, này nó có tai này. Cái này nó hoài này không phải bỏ đi này, chặt thôi ra, thấy chưa? Đầu lợn nó năm da rồi, thấy chưa? Đầu lợn mình năm da này, thấy chưa? Úp này phát thì đầu lợn nhớ đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Đấy. Anh em ăn đầu lợn hơi bị lãi, tôi bảo đầu lợn nó chẳng hơn. 2-3 cân mà phát tính tiền như 1 cân. Dọc này, đấy, dọc 2 dọc này, 3 dọc này, này nữa là 4 dọc này. Tự nhiên thấy gì đây? Còn chỗ này nó ngón tay trong hộp à? Bây giờ ta xếp hình cái đầu nhá. Đây, 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 chặt đốt lại xong rồi. Đấy, chặt xong cái này anh ấy. Anh chặt nó kéo dài được. Em thiên chặt chặt xong rồi kéo dài. Tao phủ nhá. Chị mấy dài rồi? Vào đây từ từ, lấy hậu. Hai dài rồi. Hai dài rồi. Không đẻ gái. Hai dài ăn thêm một ngày, sinh ra con gái. Đó, mật, vẫn còn say đâu. Dương dương thì ra âm rồi. Em ăn cái gì đâu, cái này nhá, tình hình nhá. Ngon vậy cả nước. Đấy, ở đấy ngon. Em trả ngon. Ngon, cái đấy ngon. Nói chung người. Theo em là cái đấy ngon. Rồi, ok, lấy đâu. 2:30 là... Anh sẽ đưa em tới chân cầu Lạc Long. Hai đứa mình ngắm đàn thiên nga. Đấy, thiên nga đâu hết rồi. Thiên nga. Ngồi đấy à? Thiên nga.